Chào các bạn, hôm nay mình đang ở dưới Phước Lộc Thọ, khu Nam Cali. Mình quay một cái clip đón mừng xuân mới năm 2020, Tết Việt Nam sẽ sắp tới nha các bạn. Quay cho các bạn coi nghe, rất là nhộn nhịp vui lắm. Đây, cộng đồng Việt Nam mình xuống đây ăn Tết đây các bạn. Bán bông, bán đồ ăn, bán trái cây, cây ăn trái, đồ đủ thứ hết đó các bạn. Các bạn thấy đông đảo người Việt Nam mình chưa? Vui chưa? Đây, khu này bán bông nè. Đẹp chưa? Hoa thiền tâm. Hoa thiền tâm. Đó, cái bông hoa bán nhiều ghê chưa? Mỗi gian hàng mình quay chút chút cho các bạn coi nha, cho đầy đủ hết nha. Có nhạc Tết nghe cũng có lý rồi các bạn. Đây, ở đây bán bưởi để mình cúng Tết nè. Đó, bưởi, bông, quá trời là gian hàng bán bông luôn. Phần đông là bán bông nhiều á các bạn. À, bông người đẹp ghê chưa. Để trước Phước Lộc Thọ chừng nguyên một cái con rồng quá là bự, quá đẹp. Đây, bên đây cũng là một gian hàng bán bông luôn đây. Quá đẹp. Còn mấy cây bon dài. Đó, đẹp ghê chưa? Cây đẹp quá. Cây bon dài này 525 đô la. Mấy anh đẹp dễ sợ đẹp. Cây bonsai này 275 đô la. Không những trồng hay thiệt. Cây này 900 đô la nè. Cây này nè, 900 đô la. Bonsai. Cây này á, cây bông giấy ha. Bông giấy đúng rồi. Không những người ta trồng sao hay thiệt.
Cái này 320 đô la nè. Đó, thấy chưa? Kinh khủng ghê chưa? Giữa bông vàng nữa nè. Đúng là chợ Tết, chợ hoa Tết bán phần đông là hoa không. Đây là mãng cầu do Thái nè, 270 đồng. 270 đồng một cây. Là để nè, do Thái sale. Đây cho các bạn coi cái trái nữa nè. Thấy chưa? Đã ghê chưa? Xin đừng chụp hình, mình không chụp hình nhưng mà mình quay. Cây này 1.500 đô la. Quỷ thần thiên địa ơi. 1.500 đô la cây mãng cầu này. Cây mãng cầu ở trái đỏ nè các bạn. Đúng là mãng cầu do Thái. Mình trồng người ta bu lên người ta coi, có nghĩa là cái thành công của mình là nhất. Cái thành công mình trồng nó bê rồi. Rồi á, thí dụ như bữa nay ta chưa mua được. Dễ thương ghê, hồng màu đỏ. Tháng sau người ta có thể cho ta mua. Em không có bán ở nhà. Em cho bán ở ngoài Golden West. Nếu chị muốn thì tháng 4 em mới bán cho lại. Thì em chơi. Đây, cây nữa đây. Đó, các bạn thấy cây mãng cầu người ta bán nhiều ghê chưa? Quá trời là mãng cầu luôn. Cây này sao nó ra nhiều ghê sợ ta. Đó, mãng cầu nữa thấy không? Đây có cái cây nữa nè. Cây này 1.500 đô la một cây. Cũng đáng đồng tiền. Ủa chắc thiệt à? Đây gian hàng này là bán dừa hấu, đủ loại cây trái cây để cúng hết đu đủ cũng có nè. Ui già. Rồi trái uống sữa nè. Uống sữa đã ghê chưa. Thăng long nè, sầu riêng nữa kìa. Xoài, mãng cầu, thăng long vàng, màu đỏ cũng có, trắng cũng có, bưởi, khóm, trái hột lựu, đã ghê chưa? Cóc mà, trái cóc mà, cóc Việt Nam. Mít nữa à, bạn thấy nguyên cái dàn trái cây bán cái ngon ghê không? Đó, sầu riêng nữa, mình dùm sát lại cho các bạn coi á. Mít, dừa. Nhìn thấy chảy nước miếng luôn. Trong đời. Bà con đi shopping không vui ghê chưa? Bà con đi shopping á, mua trái cây về cúng á các bạn. Đó, Nam Cali là vui chỉ có nhiêu đó thôi. Đó, thấy đã ghê chưa? Khu này bán bông, bông với cây mai nè. Quá đã. Các bạn thích cây mai không? Đó, về ngâm nước cái nó nở ra. Cây mai người ta làm cái kiểu tròn tròn đó, đẹp ghê không? Quá trời là mấy gian hàng bán đồ.
vạn sự như ý đó, chúc các bạn cũng vạn sự như ý luôn nha. Góc này thì bán đồ chơi đủ thứ hết. Đi vui ha các bạn ha. Quá đẹp. Mà các bạn nghe có nhạc Tết nghe không? Nghệ thuật khắc dưa hấu tại đây. Chúc mừng năm mới. Đây và đây là Phước Lộc Thọ ở đây. 360 degree. Quay cho các bạn coi đây, thấy chưa? Phước Lộc Thọ là trung tâm chánh của người Việt Nam ở Nam Cali đây. Mấy ông Phước Lộc Thọ đấy. Đây là gian hàng quảng cáo của Pachanga Casino. Người ta có cho mình giỏ free để chắc dụ mình đi vô để đánh bài cờ bạc đây các bạn. Đó, người ta cho giỏ thấy chưa. Đây là gian hàng người ta cho quảng cáo cái sòng bài và trăng gà đây các bạn. Mình quay cái đó mình trúng thì người ta cho mình gì không biết nữa. Quay cái này trúng cái gì vậy cô? Anh muốn trúng gì? Năm mới lucky nha. Rồi cảm ơn chị. Phải hơn 18 tuổi mới quay được phải không? 21 tuổi rồi, giờ mình mới có 20 mà mình được quay nghe chưa? Đó. Giá hàng có bộ phê nè, mình đi ăn bộ phê luôn. Coi mình quay trúng gì nha. Trúng 25 đồng không? Ờ, có bé nè, bé. Ơi, trúng 25 đồng à. Cũng hết bé. Cảm ơn bà chủ. Happy New Year chị, bye bye. Ơi mình trúng được 25 đô la cũng không đến nổi. Đây gian hàng này bán bánh mứt nữa nè. Quá trời nhiều luôn. Mứt. Găm mì be, đồ đủ thứ hết, kẹo, đậu phộng. Mua để cho bà con á. Chúc Tết cho bà con. Nguyên một con rồng quá là bự luôn. Đó các bạn thấy bà con đông đảo ghê chưa. Chúc mừng năm mới. Thôi cái video mình sẽ ngừng tại đây nha. Năm mới mình chúc bà con làm ăn phát tài nha. Hẹn gặp lại các bạn anh em YouTube video clip thì sao. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye.